represents a loud and beautiful country. And the presence of the present country, Vietnam, represents a strong, developing, and improving country. Ladies and gentlemen, Vietnamese Student Association. Chúng tôi
Cái chương trình chính thức 7 giờ, 6 giờ có mặt thôi. Ta nhìn nhìn sao là như vậy á. Cái này là cái gì? 7 giờ bắt đầu. Nhưng mà cái group không? Cái bên phải của Có quay lại đi, chút xíu mình thấy liền.